Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Đố anh chị em có tất cả là mấy bí tích? Có mấy bí tích? 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích giải tội đi. Rồi thứ bốn là bí tích mình Thánh Chúa. Thứ năm là bí tích sức dầu thánh. Thứ sáu là bí tích truyền chức thánh. Thứ bảy là bí tích. Rồi bây giờ hỏi từng anh em một, ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội? Giơ tay. Rửa tội, giơ tay. Rồi một tràng hoa tay cho những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Ai đã lãnh nhận bí tích thêm sức? Giơ tay. Rồi một tràng hoa tay cho những người lãnh nhận bí tích thêm sức. Ai lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa? Giơ tay. Một tràng hoa tay cho những người làm lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa. Ai lãnh nhận bí tích giải tội? Giơ tay. Rồi một tràng hoa tay nữa cho những người lãnh nhận bí tích giải tội. Rồi tới bí tích gì? Bí tích gì nữa? Còn mấy bí tích nữa? Còn mấy bí tích? Mấy bí tích rồi? 4 rồi. Còn mấy? 3. Ai lãnh nhận bí tích hôn phối? Giơ tay. Chúa tôi nhiều quá. Rồi mời chồng hóa thay giơ tay. Còn bí tích gì nữa? Sức dầu thánh. Ai đã lấy bài kia đã biết gì rồi giơ tay. Chưa hỏi mà giơ tay. Ai lãnh nhận bí tích sức dầu thánh rồi giơ tay. Sức dầu thánh rồi á? Sức dầu rồi hả? Chưa chết à? Chưa. Rồi một tràng hoa tay cho những người sức dầu mà chưa chết. Chúng ta hay lộn là bí tích sức dầu thánh là để cho chết, không phải. Bí tích dầu thánh là để cho bệnh nhân thêm sức mạnh để chịu đựng được cơn bệnh. Và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành, chứ không phải bí tích sức dầu thánh là để mà chết. Rồi ai lãnh nhận bí tích truyền chức thánh giơ tay. Vậy không kia mà ông giơ lắm tay với. Sư có lãnh nhận bí tích truyền chức thánh không? Thầy có lãnh nhận bí tích truyền chức thánh không? Không. Bí tích truyền chức thánh là chỉ có phó tế, linh mục và giám mục. Vậy thì có ai lãnh nhận được 7 bí tích giơ tay? Có trường hợp có không? Cha, chưa. Tôi mới có 5 rồi. Trong trường hợp đây, nếu mà 7 là tôi lãnh nhận truyền chức rồi nha. Chỉ còn thiếu một bí tích gì thôi? Hôn phối. Còn anh chị em chỉ thiếu bí tích gì thôi? Truyền chức. Một chọn một trong hai. Nhưng mà có khi chọn, có khi được cả hai không? Có. Trường hợp ngoại trừ đặc biệt, ví dụ như là hai anh chị bây giờ sau khi mà đám cưới rồi, có con cái rồi, anh với chị quyết định là bây giờ tôi không sống đời sống gia đình nữa, và anh mới xin đi tu với sự đồng ý của chị, thì giáo hội cho phép anh đi tu. Và nếu mà ơn Chúa gọi và Chúa chọn anh đáp lại, thì anh được chịu chức thánh là làm linh mục, và ngày lễ mở tay chị đi dự được không? Được không? Được.
đấy là lãnh nhận minh bí tích, bảy bí tích. Hoặc trường hợp một linh mục mà bây giờ thấy rằng mình không thể sống đời sống độc thân được mà phải lập gia đình, thì phải xin tòa thánh một cái phép chuẩn đặc biệt là hồi tục để đi lập gia đình. Phó tế thì tương đối dễ, còn linh mục hoặc giám mục là rất là khó. Cho nên nếu trường hợp mà một người mà không có đi tu, đang đi tu mà cảm thấy đời sống độc thân mình không có giữ nổi, thì thà rằng mình xin hồi tục rồi mình đi lập gia đình, còn hơn là mình cứ chui chui rút rút, nửa tu nữa không tu, sáng tu chiều nghỉ thì đó không được. Vậy thì ta thấy là trong bảy bí tích ấy, Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài đọc một, chúng ta thấy là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói thế này: như Chúa Kitô yêu thương hội thánh thế nào thì người chồng cũng yêu thương hội thánh như vậy. Chúa Giêsu với hội thánh được ví như là người chồng, còn hội thánh là hôn thê, người vợ là hôn thê. Chúa yêu mến hội thánh như thế nào thì người chồng và người vợ trong bí tích hôn phối cũng phải yêu thương nhau như vậy. Và Phaolô bảo không ai ghét thân mình bao giờ, thì người chồng cũng phải yêu thương người vợ như là yêu thương chính bản thân mình. Mà mình không ghét thân mình thì làm sao mình ghét vợ mình? Mình không đánh đập mình, tại sao mình đánh đập vợ mình? Mình không chửi rủa mình, tại sao mình chửi rủa mình? Ấy thế mà trong đời sống gia đình ngày hôm nay, rất nhiều bà lên đặt tay cứ khóc: trời, con mới bị chồng con đánh sưng cả mắt lên, trời, con mới bị chồng con đánh gọi là chấn thương sọ não. Tôi thấy nhiều cái cảnh người chồng say sưa vũ phu và đánh đập vợ con của mình. Thì cái điều đó giống như là chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, vì tất cả anh chị em mình ở trong hội thánh, mà hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống vì hiền thê của mình là hội thánh. Vậy thì hội thánh cũng phải vâng phục Chúa Giêsu. Nếu mà người chồng yêu thương người vợ thì người vợ mới kính phục chồng được. Cứ bắt người vợ phải vâng phục, phải tùng phục chồng, trong khi đó người chồng không có sống như Chúa Kitô yêu thương hiền thê của mình là hội thánh, hiến thân mình cho hội thánh. Người chồng hỏi lại coi mình có dám hy sinh cho vợ mình hay không, mình có hiến thân mình cho vợ mình hay không, thì người vợ sẽ yêu mến và kính phục chồng. Phải là tình yêu đó phải hai chiều. Chúa Giêsu vẫn yêu thương hội thánh và hiến thân mình cho hội thánh để tạo nên một hội thánh tinh tuyền, không vết nhơ, không tì vết, một hội thánh tinh tuyền thanh sạch. Nhưng rất tiếc, những người ở trong hội thánh thì không phải ai cũng tinh tuyền, ai cũng thanh sạch, ai cũng không vết nhơ, không tì ố. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nhơ, những tì ố. Và chính vì thế mà mình làm cho bộ mặt của giáo hội, làm cho hình ảnh của giáo hội nó bị mờ nhạt, nó bị méo mó, nó bị lệch lạc. Và người ta cứ vịn vào một vài người ở trong hội thánh, hay là một nhóm người nào trong hội thánh làm những điều không hay, không tốt, rồi người ta vơ đũa cả nắm, và người ta kết án rằng hội thánh tôn giáo mình thế nọ, hội thánh công giáo mình thế kia. Có một vài linh mục mà có đời sống không có tốt, mà có những chuyện quan hệ với các em hay là với phụ nữ, rồi người ta kết án rằng các linh mục công giáo đều như thế, thật là oan uổng. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi anh chị em mình trong suốt tháng 10 này, lần chuỗi mân côi,
và cầu xin Tổng lãnh Thiên thần Mikael để bảo vệ gìn giữ hội thánh khỏi kẻ tố cáo. Anh chị em đọc trên mạng thấy rằng kẻ tố cáo lôi ra những chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia từ trong hội thánh, rồi tố cáo, rồi thì yêu cầu Đức Giáo Hoàng từ chức, rồi cho Đức Giáo Hoàng kết án là Satan, là thế này, là thế kia. Đức Thánh Cha Francisco ngày hôm nay đang bị rất nhiều thử thách, rất nhiều mũi dùi tấn công, ma quỷ sự giữ kẻ tố cáo luôn luôn là đập cái đầu. Như Đức Giêsu nói, kẻ thù Satan ma quỷ đập cái đầu như là con rắn, đập cái đầu thì cả cái thân hình nó bị tàn. Cho nên nó nhắm vào Đức Thánh Cha, nó nhắm vào các giám mục hồng y, nhắm vào linh mục và hàng giáo sĩ để mà tấn công. Thưa anh chị em, trước tiên xin anh chị em, còn có ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10, ngày mai là ngày kết thúc tháng Mân Côi. Anh chị em dốc hết lòng, hết sức mà cầu nguyện cho Hội Thánh, đặc biệt cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Xin Tổng lãnh Thiên thần Mikael tiêu diệt ma quỷ, tiêu diệt sự dữ, để cho kẻ tố cáo ấy phải chết, không có cho nó ngóc đầu lên được. Và ta đừng có tiếp tay với họ, đừng có hoang mang, đừng có sợ sệt. Khi mà đọc những tin tức thế này, tin tức thế nọ, thế kia, người ta cố tình, người ta xuyên tạc, người ta bóp méo, người ta làm cho hình ảnh của Hội Thánh bị hoen ố đi chỉ vì một vài cá nhân. Anh chị em vững mạnh, cương quyết, chúng ta không sợ, đừng sợ. Và thứ hai nữa là trong bảy bí tích, anh chị em thấy rằng là Phaolô lấy hình ảnh của người vợ với người chồng trong bí tích hôn phối để ví von về hình ảnh của một Thiên Chúa, một Đức Giêsu yêu thương Hội Thánh như là người vợ người chồng. Cho nên những ai sống đời sống vợ chồng, mình phải thấy rằng đó là một cái ơn gọi, đó là một cái ơn gọi. Có người cứ bảo rằng là hồi xưa cứ nói con có đi tu không? Dạ thưa con không có đi tu. Sao không đi tu? Vì con không có ơn gọi. Con đi vậy thì con đi đâu? Vậy con đi lập gia đình, con lấy vợ, con lấy chồng. Lấy vợ lấy chồng có ơn gọi không? Trả lời mạnh lên, lấy vợ lấy chồng có ơn gọi không? Có. Cái ơn gọi căn bản của chúng ta là ơn gọi đầu tiên. Bí tích gì? Bảy bí tích vừa mới đọc, bí tích hôn phối. Chúa tôi chưa đẻ ra nó hôn phối. Bà này, tuổi này bà bao nhiêu tuổi rồi? 70 mấy rồi mà chưa gì cứ đòi hôn phối. Bí tích đầu tiên, ơn gọi đầu tiên là bí tích gì? Rửa tội. Đó là ơn gọi làm con Thiên Chúa. Đấy là ơn gọi căn bản. Không có bí tích rửa tội có truyền chức được không? Không có bí tích rửa tội có thêm sức được không? Không có bí tích rửa tội có hôn phối được không? Không. Cho nên căn bản đầu tiên, cửa ngõ đầu tiên là bí tích rửa tội. Cho nên một số anh chị em hôm nay, ai là những người chưa rửa tội, tức là không phải là người công giáo, xin giơ tay. Giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Những người mà ngoại đạo đó, ngoại đạo thì dễ hiểu. Ngoại đạo đâu, giơ tay lên, giơ tay cao lên. Đây là những người chưa lãnh bí tích nào. Nãy giờ chúng ta hỏi toàn những người đã lãnh bí tích. Còn ai chưa lãnh bí tích nào, có nghĩa là người ngoại đạo, xin giơ tay của ta lên. Chúng ta đốt một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Ta chào mừng những anh chị em đó, chúng tôi rất là hân hoan đón chào anh chị em đến đây. Những người tôn giáo bạn là Phật giáo, là Tin Lành, là Cao Đài, là Hòa Hảo, là Đạo Ông Bà, và cả những người không có đạo nào cả, chúng tôi mở rộng vòng tay đón tiếp anh chị em, hân hoan đón nhận anh chị em và trân trọng cái niềm tin của anh chị em. Anh chị em đến đây chúng tôi không có ép anh chị em phải theo đạo. Anh chị em đến đây chúng tôi không có dụ anh chị em theo đạo. Và anh chị em đến đây chúng tôi cũng không có bài bác cái tôn giáo của anh chị em, không. Chúng tôi tôn trọng, trân trọng cái niềm tin của mỗi người, vì đó là sự tự do lựa chọn. Nhưng mỗi người chúng tôi, người công giáo, phải nhớ bài tin mà ngày hôm nay Chúa nói rằng là chúng ta phải là men, chúng ta là hạt cải. Là men
để làm cho cả khối bột ấy nó dậy lên được, dậy men lên để làm ra bao nhiêu cái bánh. Thế thì khi anh em đến đây, anh chị em nhìn thấy cách chúng tôi sống, anh chị em nhìn thấy cách chúng tôi cầu nguyện, anh chị em tiếp xúc với chúng tôi thấy, à, người Công giáo họ cũng là người bình thường ấy chứ. Tôi cứ tưởng người Công giáo họ ba đầu sáu tay. Còn một số những cái sách mà bài bác chống lại đạo Công giáo chúng ta, cho rằng đạo Công giáo là cái gì gia tô bí lục, rồi cái gì nó giết người, rồi nó uống máu, rồi nó làm cái gì ghê gớm lắm. Thưa, đấy, chúng tôi mở toang hết cánh cửa, chúng tôi để loa, chúng tôi để âm thanh, để video, chúng tôi trực tiếp để cho anh chị em ở đây cũng như mọi người ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới thấy rằng đấy, đạo Công giáo của chúng tôi là như thế này đây, là những con người bình thường, là những con người tội lỗi, là những con người yếu đuối, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa gọi, được Thiên Chúa chọn chúng tôi làm con của Chúa qua bí tích. Giơ cao lên, qua bí tích. Chúng tôi được làm con của, tất cả là nhờ lòng thương xót của, tất cả là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Không phải là chúng tôi tốt lành gì hơn những anh em ngoại đạo, không phải là chúng tôi thánh thiện gì hơn những anh chị em tôn giáo bạn, nhưng thưa anh chị em, vì Thiên Chúa của chúng tôi là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, cho nên ngay lúc chúng tôi còn là tội nhân, hoặc là ngay lúc chúng tôi mới được sinh ra từ trong bụng mẹ thì sinh ra đã mang tội rồi, mà Chúa yêu thương chúng tôi, Chúa gọi chúng tôi, Chúa chọn chúng tôi, và chúng tôi được lãnh nhận bí tích rửa tội để được làm con cái của rồi Chúa mời gọi mỗi một người chúng tôi là phải trở thành men qua cách sống của mình, làm chứng cho người khác thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mỗi người phải múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa, từ một cái hạt cải mà phải được vươn mạnh lớn lên. Thưa anh chị em, hạt cải ở bên Israel chứ không phải là hạt cải ở Việt Nam. Hạt cải Israel nó nhỏ xíu, nhỏ hơn hạt đậu, nhưng mà khi mà gieo xuống đất rồi, nó lớn lên thành một cây cải cao có thể là 2,5 mét, có thể là 3 mét. Đấy là cây cải ở bên nước Do Thái Israel, chứ phải cây cải xanh, cải bẹ, cải gì của nhà mình, nó xíu chừng mấy năm tấc là tối đa. Còn đây là nó cao tới 2,5 mét, 3 mét, và nó phủ bóng, rồi chim trời đến núp bóng ở dưới đó. Thì hôm nay anh chị em đến đây, anh chị em thấy cái bóng mát của giáo điểm Tin Mừng. Anh chị em đến đây, anh chị em núp ở dưới bóng lòng Chúa thương xót. Chúng tôi đón mời anh chị em, đón nhận anh chị em, để nói với anh chị em rằng anh chị em cũng được Chúa yêu thương, anh chị em cũng được Chúa mời gọi, anh chị em cũng được Chúa lựa chọn. Bây giờ do quyết định của anh chị em, tự do lựa chọn của anh chị em. Một là mình đi theo Chúa, hai là mình không đi theo Chúa. Anh chị em có quyền tìm hiểu. Và chúng tôi cũng thế, khi lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, chúng tôi phải làm men, làm con của Chúa rồi, chúng tôi phải đi làm chứng cho Chúa, làm chiến sĩ cho Chúa, lãnh nhận Thánh Thần của Chúa ban tràn đầy qua bí tích. Qua bí tích. Máy lên, rửa tội mãi, rửa tội rồi, rửa một lần thôi. Bà cứ thích rửa mãi. Qua bí tích. Thêm sức rửa tội chỉ một lần thôi. Nếu mình bỏ đạo, mình chối đạo, mình không tin vào Chúa, rồi sau đó mình quay trở về thì mình có phải rửa tội lại không? Mà mình đã nhận bí tích. Bí tích giải tội nhá. Bí tích giải tội là, hay là bí tích hòa giải đó, để mình được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của mình. Lãnh nhận bí tích thêm sức để mình làm chứng cho Chúa, trở thành men như bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa nói, làm cả khối bột dậy men bằng lời chứng. Lời chứng ấy không phải là lời mà như tôi nói ở trên này, mà bằng cuộc sống của chính anh chị em, nhất là trong đời sống vợ chồng.
Sáng hôm nay tôi gặp một cặp vợ chồng từ bên Mỹ về, trùng tên với tôi, nói và tôi ra tôi nói chuyện thì thấy hai vợ chồng vẫn cứ mặn nồng như ngày nào. Lúc đó tôi còn đang làm thầy giúp sứ ở gần đó, cách đây cũng hơn 30 năm rồi. 30 năm sau gặp lại, hai vợ chồng vẫn cứ mặn nồng như cách đây 30 năm tôi gặp trước. Đấy, bị nhờ bí tích hôn phối mà Phaolô nói trong bài đọc ngày hôm nay là vợ yêu thương chồng, chồng yêu thương vợ như Chúa Giêsu yêu thương hội thánh. Ước mong gì những anh chị em mới lập gia đình, những người sống đời sống gia đình được 1 năm, 2 năm, làm sao đến 50 năm mà vẫn cứ mặn nồng như cái ngày nào, như cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ ấy, mấy ai quên. Như cái thủa mà mình bảo rằng phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, la ra ta ra 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 ra. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng, nó bảo bây giờ mỗi ngày gặp vợ con cũng quay cuồng. Bảo sao vậy? Giêsu nó khó tính, nó làm con quay cuồng. Nó biến đổi hết rồi. Thế thì thưa anh chị em, làm sao mà cho những ngày sống trong đời sống hôn nhân ngày nào cũng như là cái phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng ấy, ngày nào cũng là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên, ngày nào cũng giống như là Đức Giêsu cứ yêu thương hội thánh và yêu thương mãi mãi, chứ không phải là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề, mất vui rồi lúc nào mới vui? Lúc chết. Chồng nói chết thì nó bảo khi Chúa thương gọi chồng con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Sư bà này hát to quá chắc là gì. Thì chị em thấy là bây giờ nếu mà chúng ta là những người đã lãnh nhận được bí tích rửa tội, bí tích thêm sức để trở thành muối men, rồi khi mà mình lỡ phạm tội, mình lãnh nhận bí tích giải tội, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi mình, rồi đói thì phải ăn, thân xác mình phải được ăn, được nuôi dưỡng, thì linh hồn mình cũng phải được nuôi dưỡng bằng bí tích thánh thể. Mà bí tích thánh thể, anh chị em nhớ, phải là những người sạch tội trọng mới được rước thánh thể, và phải là người công giáo. Xin anh chị em ngoại đạo, như anh chị em tôn giáo bạn đến đây tham dự thánh lễ, lúc mà người công giáo lên rước lễ, xin anh chị em đừng có lên nhận. Một số anh chị em lại tưởng rằng đây là người ta có cái gì đó đặc biệt lắm, đã chữa bệnh, cho nên là một số lên mình thấy Chúa Kitô cho em xin. Tại vì Chúa Kitô amen thì cho em xin, thì không có phải là để mà chữa bệnh gì cả, mà là bí tích đó là của lòng tin. Đây là mầu nhiệm đức tin. Như em ánh mắt nhìn trần gian thì vẫn là tấm bánh, nhưng mà trong lòng tin mà những người công giáo thì mới có niềm tin vào Thiên Chúa, thì nhận rằng đây là thịt máu Chúa để Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng tôi, chứ không phải là để chữa bệnh. Cho em đừng có hiểu lầm như vậy rồi cứ lên mà nhận bánh thánh để nó bị rối, vì lỡ anh chị em nhận rồi anh chị em trà đạp thì là bị xúc phạm, Chúa bị xúc phạm, vân vân. Thế thì đó là bí tích của người công giáo mà thôi nha. Và những người sạch tội trọng và lỡ mình phạm tội nhẹ có được lên rước lễ không? Được không? Có bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho anh chị em và nuôi dưỡng linh hồn anh chị em. Cho nên tôi giảng dài quá, anh chị em buồn ngủ. Chúc có lên rước lễ được không? Được. Anh chị em đang đọc kinh mừng Maria để em phút đi trở cùng bà, con gà nhà con không biết gửi chuồng quả khóa chưa, đóng chưa, chị Hồng chi trí tí có lên đọc rước lễ được không? Được. Đó là những cái tội nhẹ mà, thấy không? Được rồi, tội mà đặt tay thì không chịu, đọc kinh thì không, cứ nhìn và lên thánh thể mà cứ ngó ngang ngó dọc,
làm mắt tôi nghe, có được lên trước lễ không? Được. Vì bí tích thánh thể là tha tội nhẹ cho mình và nuôi dưỡng linh hồn mình. Rồi mũi men ấy được nuôi dưỡng bằng thánh thể, cho nên mới đủ sức mình làm chứng cho Chúa, làm muối, làm men ở giữa trần gian này. Rồi anh chị em lập một lực cái lựa chọn là đời sống hôn nhân là bí tích hôn phối. Trong bí tích hôn phối, anh chị em, vợ thành men cho chồng, chồng thành men cho vợ, và cả gia đình ấy phải dậy men lên nơi con cái. Một gia đình Công giáo dậy men lên thì những gia đình Công giáo khác sẽ dậy men lên. Ở khu xóm anh chị em sẽ được dậy men. Rồi vào trong công ty xí nghiệp, anh là công nhân, chị là công nhân, thì phải làm cho cái công ty ấy, cái xí nghiệp ấy dậy men lòng thương xót lên. Rồi chúng tôi đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em thấy rõ ràng đây là một bằng chứng hùng hồn hiển nhiên nhất mà không ai chối cãi được. Cách đây gần 3 năm ở đây, khi chúng tôi về gieo hạt mầm lòng thương xót, nó chỉ là một cái hạt cải. Một rúm người, có 5 người đi lễ ngày thường, khoảng 50 người đi lễ ngày Chúa Nhật. Tí xíu như vậy thôi. Cái nhà này nó nhỏ xíu, mà ghế người còn không có đủ để mà ngồi nữa. Vậy mà sau hơn 2 năm, hạt giống lòng thương xót ấy đã lớn lên và chim trời. Ai ở miền Bắc giơ tay? Một trong hai cho những người miền Bắc đến đây nương nhờ. Ai ở miền Nam giơ tay? Một trong hai cho những người miền Nam nương nhờ. Ai ở nước ngoài giơ tay? Rồi nước ngoài giơ tay. Rồi một trong hai cho những người nước ngoài đến đây. Cho nên chúng ta thấy rằng là sau gần 3 năm thì chính cái hạt giống lòng Chúa thương xót mà Chúa gieo ở đất Nhà Bè này đã lớn lên, trổ sinh hoa trái, và chim trời đến nương nhờ. Nương nhờ theo nghĩa tinh thần, bao nhiêu người đến đây đã được ơn chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Bao nhiêu người đến đây đã được ơn hoán cải. Bao nhiêu người đến đây đã được ơn hòa giải với nhau. Và chim trời đến nương nhờ còn cả là nghĩa vật chất. Bao nhiêu bà con sống chung quanh này được ăn theo, có không? Nhà trọ, quán ăn, rồi hàng quán, đất đai, nhà cửa nó lên vùn vụt. Đường xá nó ngon lành. Mọi người đến nương nhờ vào giáo điểm tin mừng này, đừng có chối cãi, đừng có bảo rằng là do mình hay hay mình may. Không có hay hay may gì cả, mà đó là ơn của lòng thương xót. Nó mạnh lên, đó là ơn của lòng thương xót Chúa. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, liệu đất đai ở đây nó có lên được không? Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, liệu có ai đến đây không? Nếu mà không ai đến đây, liệu có buôn bán gì được không? Nếu mà không ai buôn bán gì được, liệu cái đường họ có làm không? Cho nên tất cả là nhờ ân sủng của lòng thương xót Chúa. Những người xung quanh nghe rõ chưa? Rõ không? Rõ không? Cho nên mình xác tín như vậy để cho những anh chị em ấy đừng có phủ nhận công ơn của Chúa. Đừng có nói rằng là mình hay hay là may gì cả. Không có ông thầy bùa thầy ngải nào, coi tướng coi số nào, mà hướng nhà hướng cửa nào mà cả. Nếu mà hướng không hướng về lòng thương xót Chúa thì chỉ có đi ăn may. Ở đó mà thầy bùa với thầy ngải coi hướng nhà với hướng cửa, không có hướng về lòng thương xót Chúa có được cái gì không? Không hướng về lòng thương xót Chúa có ăn nên làm ra không? Chỉ có đi ăn may. Cho nên nếu mà có được lời lãi đời này thì cũng chẳng ích gì nếu mà thiệt mất mạng sống mình, linh hồn mình đời sau. Cho nên phải tin vào đó là ơn của lòng thương xót Chúa. Đừng có bảo rằng đó là thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng, thầy số nào mà coi cho mình, hướng nhà, hướng cửa nào mà để may mắn. Hướng nào thì hướng, mà không có lòng thương xót Chúa thì cũng chỉ hướng xuống đất thôi. Đây này, không tin thì nghe này, người ta nói đây này. Đây lên đây, mau đây. Đây này, nghe cho rõ đây này. Rồi con được ơn gì?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Hôm nay con đưa cháu ngoại của con đến để làm chứng cho Chúa. Chúa đã ban cho gia đình con rất là nhiều, nhưng mà hôm nay con chỉ nói có hai ơn. Thứ nhất là cháu con. Dạ cháu con thì khi mẹ cháu gần sanh cháu thì bị té xe. Đến khi mà được khoảng một tuần ấy thì đi sanh cháu ấy thì cháu bầm hết người, cháu là bầm hết cả nửa người. Mà đến bây giờ tay chân cháu cũng chân cho chân bé, nhưng mà được bác sĩ ở chợ Rũ nói là đưa cháu về thì đưa sang Nhi Đồng. Nhưng mà con thì cứ tin thác vào Chúa, con bảo không, không đưa đâu. Cứ tin thác vào Chúa thì Chúa, việc gì Chúa cũng làm được hết. Thế nên con mới được khoảng 3 tháng thì con thuê xe cho cháu lên đây. Thế con bế lên thì con cũng nói với cha là khi đặt tay á, thưa cha là chân cháu con một to, một chân to, chân nhỏ. Thế ông cha cũng nắm cho thì về đến ngày nay nè, cháu đi bình thường. Còn trước thì bố cháu hay là mọi người cứ sợ là sau này cháu bị khèo hoặc là đi bị tật. Nhưng mà đến giờ cháu truyền cho đi bằng nhau hết rồi. Là con đưa lên con làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai. Dạ, ơn thứ hai là thưa cha là con bị thoát vị, thoát vị lết đệm và máu mỡ cao và gai cột sống và ba đốt thoái hóa cổ, rồi mỡ nội tạng nó trên 70. Thì con đi bệnh viện nào bác sĩ cũng giữ con ở lại điều trị, nhưng con dứt điểm con cứ bảo rằng cứ kê đơn cho em về. Thì con về thì con cứ tin thác vào Chúa. Thì con đau thoát vị lết đệm thì nó đi không đi được, bỏ thôi, nhưng mà cứ cầu xin Chúa là cho con đi được để đến nhà thờ. Con ở gần nhà thờ Fatima Bình Triệu ấy, thì con ba giờ ấy, thì con theo họ đến đấy đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thì là con đến lúc mà ngày nào con cũng đi, nhưng mà đến dần dần con đau quá thì con có đi qua tượng Đức Mẹ. Thì con có nói với Đức Mẹ rằng mẹ Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Con xin Đức Mẹ từ khi con bước chân ở ngoài Bắc vào đây đến giờ thì con xin Đức Mẹ cái gì Đức Mẹ cũng cho, mà sao hôm nay con đau đớn quá vậy Đức Mẹ. Ôi. Mẹ không cứu chữa cho con. Thực là con từ đấy đi là con về con gặp được cái ông bấm huyệt đấy đi là khỏi hẳn, chẳng thế cũng chẳng đau nữa thì nó cũng khỏi. Thì con bảo con tên gì? Dạ thưa cha là con là Maria Nguyễn Thị Huê. Con ở trước con ở Thái Bình, địa phận Thái Bình, nhưng mà bây giờ con ở miền Nam thì ở gần nhà thờ Fatima Bình Triệu. Rồi cha gửi tặng cho con một cái máy, con đi về để làm men, con về con đi gieo vào trong hũ bột của giáo xứ con Fatima Bình Triệu để cho người ta biết đến lòng thương xót Chúa. Nếu mà chỉ dừng lại ở Đức Mẹ thì không đúng, nếu mà bỏ qua Đức Mẹ thì lại càng sai. Phải nhờ mẹ mà đến với Chúa. Bỏ qua Đức Mẹ mà chạy đến với Chúa không đúng. Dừng lại Đức Mẹ mà không đến với Chúa là cũng sai. Phải nhờ mẹ mà đến với Chúa. Hãy làm cho men lòng thương xót Chúa được dậy lên tại giáo xứ Fatima Bình Triệu của con. Chúa chúc lành cho con. Đó, con đến đây. Thưa cha, con xin chào cha và chào cùng đoàn ạ. Con là Anna Lê Thị Hiến, con người thuộc họ xứ Phú Vinh, địa phận Vinh ở Nghệ An. Con là bị bệnh ung thư tuyến giáp, mà con xạ trị một lần rồi nhưng mà chưa hết, thì bệnh viện người ta hẹn con ra ăn kiêng một năm để ra xạ trị tiếp. Thì mới tháng vừa rồi con đi ra để xạ trị thì người ta khám lại không có một bệnh gì hết, mà tế bào ung thư và máu cũng sạch sẽ hết ạ. Dạ ơn thứ hai là cháu của con đây là sinh ra là bị mù bẩm sinh. Nhưng mà bị mù bẩm sinh ạ. Bị gì? Bị mù mắt bẩm sinh ạ. Mù bẩm sinh, cái mù bẩm sinh cái mù gì? Mù bẩm sinh rồi. Dạ. Nhưng mà bác sĩ khám nói là nếu mà có tiền tỷ đi sang Singapore chữa cũng không được.
Và bây giờ cháu đã đi vào lòng thương xót Chúa, cân lòng thương xót Chúa thì bây giờ mình đã hoàn toàn sáng. Con tạ ơn Chúa và cảm ơn. Mắt đã sáng về bệnh sáng. Dạ, mắt sáng. Rồi, đây, cho nó tên là gì? Dạ, cháu tên là Lê Minh Nhật. Bao nhiêu tuổi? Dạ, cháu 10 tháng. Dạ. Con của ai? Dạ, con của em trai con. Đâu? Bên đây con, sao mày không biết con mày lên đấy? Đây thưa anh chị em, một bé mà mù bẩm sinh bây giờ là mấy tháng tuổi? Dạ 10 tháng. Ở đây để cho bé con nha. Rồi. Đây con là mẹ của nó, con nói cho mọi người đó. Bé lên đây bé. Dạ con, dạ thưa con là, con thưa cha con là Anna Phan Thị Vương ạ. Rồi nói. Bao nhiêu tuổi? Dạ con 27 ạ. Rồi con là mẹ của ai? Của hai đứa nhỏ này. Mẹ hai đứa nhỏ này, lúc thằng con trai của con nó, con sinh nó ra thì nó như thế nào? Nó bị mù ạ. Vâng, và bây giờ thì nó sáng. Rồi hallelujah. Đây, bên tôi xuống nó khóc tội nghiệp nó. Đây cha gửi tặng cho chúng con cái máy 300 bài giảng. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Nhìn lúc nãy tôi nói với anh chị em, dừng lại nơi Đức Mẹ không đúng, bỏ Đức Mẹ cũng không đúng, nhờ mẹ mà đến với Chúa. Cho tặng cho con cuốn này, tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi bé lên đây. Bé bé. Không, bé bé con lên đây mau. Bé lên đây, mau 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 mau. Đứng dậy cho nó. Rồi bé lên đây con. Rồi con giới thiệu mà biết con tên gì? Dạ con là Lucia Trần Thị Ngọc Sang. Con được nhiều ơn của Chúa lắm, mà ơn lớn nhất của con là con biết được đến lòng thương xót của Chúa. Bằng cách nào? Dạ nhờ ba chồng con cho con tâm thư lòng nhân hậu của cha. Thế là con cứ đọc kinh cầu nguyện, Chúa ban con được nhiều ơn lắm. Mà con thấy hạnh phúc lắm. Con được mấy đứa con? Dạ con được hai đứa. Đứa này? Dạ. Con tên gì? Con tên là Trần Khánh Nhi. Khánh Nhi mấy tuổi? Con 5 tuổi. 5 tuổi con học lớp mấy? Con học lớp 3. Rồi 5 tuổi học lớp 3. Cho vợ chồng pháo tay. Rồi con có con gì đây? Có gì đây? Có con gì đây? Con heo. Con heo để làm gì? Con bỏ tiền. Con bỏ tiền, tiền cho ai? Con trả phát cho mấy bạn nghèo. Phát cho mấy bạn nghèo, rồi cho vào trong cái tay. Rồi con để kia cho mấy bạn nghèo. Bé Nhi 5 tuổi học lớp 3. Đây, để đây. Để xuống, để dưới chân Chúa, để xuống. Để xuống, con để đó. Rồi, 21 bé Nhi có đi tu không? Dạ, có. Thằng cho một trong phát tay nữa cho bé Nhi. Rồi, Sơ Nhi. Đây, tặng cho Sơ Nhi cái máy nha, Sơ nha. Rồi, đây là cái cuốn mà nhờ cuốn sách này này, cô bé bảo là ơn lớn nhất là biết được lòng thương xót Chúa này, nhờ cuốn tâm thư lòng. Con là đạo gốc, con là đạo gì? Dạ, đạo Tăng Tòng. Con thờ ông bà. Rồi. Con lấy chồng con theo đạo. Rồi chồng con? Chồng con đạo Công giáo. Rồi, con với chồng con ai giữ đạo tốt hơn ai? Dạ, con mới biết, rồi chồng con cũng xuyên đọc kinh từ lúc mà biết tới lòng thương xót của Chúa luôn chứ. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta trong đời sống gia đình, như là Chúa Giêsu yêu thương hội thánh thế nào, chồng cũng phải yêu thương vợ như vậy. Mà những người chồng đạo gốc mà lấy người vợ mà người ta theo đạo gọi là tân tòng ấy, thì người chồng phải làm gương sáng cho vợ mình. Đây con học, con này chắc này học lớp 10 rồi, mà bé này cho mấy tháng? Dạ được 8 tháng. 8 tháng học lớp 8, cho cuốn sách đem về đọc. Rồi con. Lên đi con, ngồi đi. Đi chung hay riêng? Dạ hai mẹ con ạ. Hai mẹ con lên trước đi thôi, hai mẹ con lên trước đi đã. Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Maria Trần Thị Thùy, con ở Đức Hòa, Long An ạ. Dạ. Còn con? Con là Du Xe Phạm Trần Bảo Khang. Con học lớp mấy, con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Học lớp mấy? Dạ học lớp 4. 9 tuổi học lớp 4, con kia 5 tuổi học lớp 3 rồi. Rồi mai mốt con có đi tu không?
Dạ thưa cha, là chú kêu gọi con là con đi tu. Dạ, dạ thưa cha và cộng đoàn, là con có hai cái ơn. Dạ, con có hai ơn lớn nhất là ơn phần hồn và phần xác ạ. Thì trước tiên con xin nói về cái ơn phần hồn ạ. Dạ, con là Tân Tòng, cho nên đạo lúc là gì? Dạ, đạo gốc con là Biên Lương ạ. Dạ, lúc mới lấy chồng thì con không có một tí xíu đức tin gì đâu ạ. Dạ, đến khi mà đến mức mà hai vợ chồng mà xin phép bố mẹ chồng đi chơi, đi lễ lại còn giả vờ để đi chơi á, tới mức đó đó. Dạ, đứa nào rủ đứa nào đi chơi. Dạ, chồng con đạo gốc nhưng mà cũng nói chung đức tin cũng yếu chứ lắm. Dạ, thế nói chung là qua Chúa đã tạo ra nhiều cái biến cố trong cuộc đời của hai vợ chồng con á, là nuôi con rất là khó khăn, làm ăn thì thua lỗ, xong rồi nợ nần chồng chất, rồi vợ chồng thì cũng lục đục á. Dạ, thế là con không còn có biết bấu víu ở đâu được nữa, là con đã quỳ xuống Chúa. Dạ, lần đầu tiên đó là con đã quỳ xuống mà con đã khóc rất là nhiều. Dạ, con xin thì Chúa đã cho con được mọi ước nguyện của con là thành hiện thực ạ. Dạ, cho nên bây giờ con có thể xác tín một điều mà duy nhất luôn đó là Chúa là có thể làm được tất cả, mà mình chỉ cần có đức tin ở Chúa thôi ạ. Dạ, anh chị em nghe cho rõ nha, đây là một người đạo bên lương nha. Và khi mà lấy chồng, cả hai vợ chồng chẳng ai giữ đạo, chẳng ai sốt sáng. Nhưng mà Chúa lấy hết đi, mất hết tất cả, nợ nần chồng chất, làm ăn thất bại, cuối cùng mới quỳ xuống trước mặt Chúa, khóc lóc xin lỗi Chúa và xin quay trở về. Lúc đó Chúa lại ban cho hơn những gì mình mong ước. Và bây giờ thì cô ấy xác tín, cô nói lại cái điều câu cuối cùng của cô. Cô xác tín rằng, dạ, là mình chỉ cần có đức tin thôi là Chúa sẽ ban cho chúng ta có thể là rất là nhiều, mà nhiều hơn những cái điều chúng ta cầu xin nữa đấy ạ. Dạ. Cho nên những người nhận được ơn của Chúa, dù là mình là bên lương, mình cũng hãy như cô ấy nói rằng mình tin thì Chúa, vì đó là những ơn mà Chúa ban cho mình, chứ không phải hay hay là may, mà càng không phải là nhờ ông thầy ông coi hướng nhà, hướng đất, hướng cát gì cả. Nếu mà ông coi hướng nhà tốt thì tại sao từ xưa đến giờ tôi không giàu, mà khi về lòng thương xót Chúa về thì tôi mới ăn lên làm ra, đúng không? Đúng không? Cái hướng nhà đó, hướng tiệm đó, trước khi lòng thương xót Chúa về đã có chưa? Cái hướng nhà đã có chưa? Rồi, mười năm nay rồi, 20 năm rồi, đời ông đời con đời cháu đã ở đây rồi, hướng đó là hướng rồi. Nhưng mà có anh đây làm ra chưa? Có đồng dư nào ra chưa? Vẫn còn khó khăn thì tại sao mà bảo nếu mà ông thầy ông coi hướng hay thì phải giàu trước chứ, tại sao mà chờ đến lòng thương xót Chúa rồi mới khá lên là sao? Vậy có phải là nhờ ông thầy coi hướng không? Ông vô đi coi, nếu mà ông thầy ông coi hướng mà khá lên thì ông thầy cũng có phải đi coi nữa không? Thì ông cứ về ông coi, mua 10 căn ông coi hết hướng đi rồi ngồi đó ông sướng cái tội gì ông phải đi. Rồi ông đi cầm cái quả dọi ông đi, ông lắc rồi ông bói rồi một cái thứ. Đúng không? Rồi bọn đêm thì bói ông ấy coi hư dọi thì ông không coi bói, coi là tối nay vé số sổ bao nhiêu mua đi. Phải không? Phải không? Mà tội gì mà cứ phải đi ngồi mò ngồi để mới đi coi bói, nhưng may ra người ta cho được nảy chuối, được nắm cơm rồi ăn, rồi lại đi coi tiếp, coi hướng nhà người ta giàu mà hướng nhà mình sao nó nghèo hoài là sao? Là xạo chứ sao? Đây cho tặng cho con. Còn ơn thứ hai? Dạ. Con ơn thứ hai con là ơn về phần xác ạ. Là con bị đau đầu, bị rối loạn tiền đình lâu năm lắm rồi. Dạ. Vì con bị thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng, nó dồn trong hai chân con đi không được, tê hết chân lên. Rồi con cũng tín thác vào Chúa, con tới đây để cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Bây giờ con không có uống viên thuốc nào hết mà con đã hết bệnh rồi ạ. Dạ. Đây, tặng cho cha cái máy nha. Mút mà Chúa gọi con làm cha, con có đi không? Dạ có. Rồi đi cái đó giảng lòng thương xót không? Dạ có. Có đi loan truyền lòng thương xót không? Dạ có. Có đi kiếm tiền không? Dạ có. Mày thì mày cũng có để chơi để coi. Rồi vậy thì để cho tặng cho con thêm một cuốn sách này để đọc nha, để biết về lòng thương xót Chúa. Đúng, mình không cần kiếm mà nó cũng có, chả cần kiếm đâu con à.
Tiên vàng hãy tìm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự người sẽ ban cho sau. Như mẹ con vừa mới xác tín, chỉ cần tin thôi, Chúa còn ban cho mình hơn cái mà mình đi tìm. Vậy con đi tìm không? Dạ không. Rồi, trong mày chẳng hoa tay, nó sợ rồi. Bé còn biết sợ, lớn bao nhiêu mà nói mãi không biết sợ là sao? Rồi, con được ơn gì của Chúa? Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con được ơn là con mang bầu em bé được 7 tháng là con bị áp huyết cao. Nhưng mà bác sĩ kêu con là phải bỏ để cứu mẹ với con. Nhưng mà con không có bỏ, con đê lại. Con nhờ lòng thương xót con đê lại. Là đến tháng thứ 7 là con đi khám là bác sĩ kêu lấy em bé ra. Nhưng mà sau bác sĩ kêu lấy em bé ra để cứu mẹ và con. Thì sau đó là bác sĩ cho uống thuốc để lấy ra, nhưng mà bác sĩ kêu là bây giờ ca này vay mô. Nhưng mà con tin đáp vào Chúa là đến phút cuối cùng là con sinh em bé ra là được một ký bay. Dạ thưa cha hết. Trai gái? Dạ con trai chứ. Nó có bị sao không? Dạ không, em bé bình thường chứ. Rồi con bao nhiêu tuổi? Dạ con 35 tuổi. Sinh đứa thứ mấy? Dạ sinh đứa thứ ba. Vâng, 35 tuổi sinh đứa thứ ba. Mà đến tháng thứ 7 mà bác sĩ còn bảo phải lấy đứa bé ra, vì để là có nguy cơ đau rồi bệnh rồi đủ thứ hết. Nhưng mà người mẹ ấy vẫn kiên quyết để lại. Được, lúc mà con sinh là tháng thứ mấy? Dạ đến tháng thứ 7 luôn đó cha. Tháng thứ 7. Vậy là nó đẻ thiếu 2 tháng 10 ngày. Đây một đứa bé đẻ thiếu tháng. Bây giờ nó được mấy tháng? Dạ 3 tháng cha. Được 6 ký đó cha. 3 tháng là 6 ký. Dạ. Vậy đây đứa bé đẻ thiếu tháng 7 tháng để Chúa tôi mạnh ráng đi con. Đây đây rồi. Khó thật bế con, khó lắm. Đây, rồi con có ơn gọi đó rồi, tôi cho tặng con cái máy để con đi xuống nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con. Rồi, con tên gì? Con là Vũ Thị, Maria Vũ Thị Lan Trâm. Con ở Cư Giút, Đắk Nông ạ. Bao nhiêu tuổi? Con năm nay 44 tuổi ạ. Làm gì? Con thì làm rẫy thôi ạ. Rồi, con tên gì? Con tên là Phùng Nhật Khánh Huyền. Huyền mấy tuổi? Năm. Năm học lớp mấy? Học lớp lẻ. Rồi, thằng này biết. Tưởng năm mà con kia đã học lớp 3 mà con mới tới lớp lá. Rồi, con mốt có đi tu không? Dạ, có. Rồi, trong một trong phát tay con thôi, cha Huyền đang học lớp lá. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Cha, hồi năm 2012 đó là con có thai. Thì con bị u trong tử cung. Mà bác sĩ thì bắt bỏ em bé. Thì lúc đó cha còn đang ở nhà thờ Chí Hòa. Thế là con được cha đặt tay. Và con về con không bỏ. Đến khi bầu 3 tháng thì con mổ u trong tử cung. Mà đến sau này bác sĩ gặp, nhờ bác sĩ mổ đẻ thì bác sĩ nói là làm sao mà em bé còn sống được. Chính tôi mổ đây nhưng mà làm sao mà sống được, sống kiểu gì. Mà trước khi con lên phòng mổ thì con có nói con phó thác cho Chúa. Chúa dùng bàn tay của bác sĩ để Chúa mổ cho con. Cho nên là chắc là vì nhờ thế nên là con còn em bé khỏe mạnh như hôm nay ạ. Nó đâu? Đây ạ. Đây thưa anh chị em. Do tưởng tượng ra một người phụ nữ mà khối u tử cung 3 tháng mà phải mổ lấy khối u tử cung trong lúc đang mang thai thì có hy vọng gì đứa bé có cái thai còn sống không? Khó lắm thưa anh chị em. Đợi. Chúng ta tự biết điều đó. Và chính bác sĩ cũng bảo làm sao mà còn được. Vậy mà đến lúc lấy đứa bé ra, lúc đó là mấy tháng? 3 tháng ạ cha. Hả? Thưa cha 3 tháng ạ. Lúc đó em bé được 3 tháng ạ. À, lúc đó em bé là đã được 3 tháng. Rồi lúc mà con đẻ đứa bé ra thì nó mấy tháng? Được 8 tháng thôi cha. Lại thiếu, thằng này lại đẻ thiếu tháng nữa. Rồi đẻ thường hay đẻ mổ? Mổ ạ cha. Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể được. Hallelujah. Đây thằng bé 8 đẻ thiếu 1 tháng 10 ngày mà bây giờ to con tốt tướng như vậy đây, 5 tuổi. Cha. Bé gì nổi? Nay nó bao nhiêu ký? Nó năm nay 28 ký cha. Đấy, Chúa ơi. Đừng có thử thách cha con ơi. Rồi ơn thứ hai.
Thưa cha, con nhường cho người khác ạ. Vâng, đây cha gửi tặng cho cha cái máy 370 giảng cha nhé. Con chào ông cha. Rồi, rồi tặng cho cha thêm cuốn sách này về đọc nha, đọc được chưa? À, chưa. Rồi, đang đánh vần, mốt cha đọc rồi cha đi giảng lời Chúa nha. Dạ. Giảng lòng thương cho Chúa nha. Dạ. Rồi sắm xe hơi nha. Dạ. Thôi mày, tặng lòng thương Chúa sắm xe hơi không được. Phải sống nghèo mới giảng lòng Chúa thương xót được. Sống bìa chọn xe hơi xe đạp, đi xe hơi xe đạp để giảng lòng Chúa thương xót. Giảng lòng Chúa thương xót đi xe hơi hay xe đạp? Đi xe đạp. Rồi đi xe đạp cho mọi chàng phó tay. Đó phải như vậy chứ con. Lòng thương Chúa mà con đi xe hơi thì con giảng cái gì được mà giảng. Rồi xin mời đây. Con này hôm qua là bị sót lại làm chứng mà không có được lên. Đây con được ơn gì của Chúa? À con tiểu đường lộn thứ. Con là cái gì? Con Lê Thị Tươi. Bảy tuổi. 65 tuổi. Ở đâu? Ở Cà Mau. Tuốt dữ nữa cha. Còn lên đây nè. Giờ nhờ cha chữa cho con hết bệnh tiểu đường, ung thư. Rồi bệnh cái tai bóp vô không được, giờ bóp mà khớp nè. Dạ con xin hết. Hallelujah. Anh chị em cảm thấy cô ấy nói vắn thì mình lại tưởng là đó là thường. Nghĩ thử coi, mình bị một bệnh tiểu đường đã chịu nổi không? Thêm cái ung thư chịu nổi không? Thêm cái khớp chịu nổi không? Thêm cái tay không bóp vô chịu nổi không? Vậy mà bây giờ cô hết bằng đó thứ bệnh mà ở mãi tút với Cà Mau mà xa hơn Cà Mau nữa, tức là ở dưới biển. Hả? Ở dưới biển cha. Sao cho nó giỡn mà nó có thật à? Nghĩa là sao, cô ở đâu? Con ở huyện Cái Đô Vàm, tỉnh Hải Cà Mau. Rồi con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Hay sao mà con đạo Phật mãi với Cà Mau mà con biết được cái giáo điểm tin mừng? Hôm nay con lên đây để được Chúa chữa lành và hôm nay con làm chứng cho Chúa. Con ở tuốt, con đi tuốt bên miền con chị á, thấy mấy bà ở trong đạo á, mấy bà rủ con đi. Ở đâu? Ở gần tới miền. Tên miền hả? Vâng, thưa anh chị em người Việt Nam mà không biết đến lòng Chúa thương xót mà lại phải chờ qua miền. Rồi nhớ những người bên miền mà giới thiệu trở về Việt Nam đến với lòng thương xót để được Chúa chữa lành. Hôm nay mãi Cà Mau mà hôm qua đã đăng ký lên để làm chứng mà không được, ráng ở lại thêm ngày nữa để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chị đã có nghe được cái máy 370 giảng chưa? Bạn mới cho mượn. Ba cho mượn cái con mua được hai cái, con cũng giao chuyện cho nó. Còn cứu chữa hai người nữa chứ. Sao kể mọi người nghe? Nha, một người nghe, người công giáo nghe rõ này, người lãnh nhận bí tích rửa tội, giơ tay làm con Chúa nghe rõ. Một người đạo Phật mà từ bên miền về được biết lòng Chúa thương xót, được lên đây được Chúa chữa lành năm căn bệnh đó, mua hai cái máy để gửi tặng cho hai người khác, rồi hai người đó được ơn như thế nào? Hai người đó cái anh ảnh bệnh anh nằm trên bệnh viện á 2-3 ngày rồi sắp chết rồi, cái con cầu nguyện cái máu huyết áp mà hạ còn có 7 rồi cha. Cái con mới cầu nguyện sao mà được lên được 12. Rồi hết rồi cha. Rồi con đưa máy cho mấy người? Dạ con đưa máy này cho mấy người. Cha ơi, nói người thì cha cho nhiều, con lấy nhiều chứ nói mấy người nhiều lắm. Ở dưới. Con muốn lấy nhiều. Thì cha cho nhiều, con lấy nhiều. Con muốn nhiều. Con bây giờ cha cho, con lấy cho con không biết muốn nhiều. Hai cái đi cha. Mấy? Hai. Hai à? Vậy cha cho 4. Hai cho 4. Anh chị em thấy mà tận dưới máy Cà Mau, một người ngoại đạo như vậy mà còn dám đi loan truyền lòng Chúa thương xót, nghèo như thế còn dám mua hai cái máy để cho hết, bây giờ không có cái nào. Trong khi những người Sài Gòn, những người thành phố, những người công giáo, những người đại gia, những người của dư, của ăn, của để, có dám làm như vậy hay không thì bao giờ mới trở thành men để mà dậy cái bột lên, bao giờ cái hạt cải mới lớn lên được cho chim trời để mà đến nương nhờ.
một người ngoại đạo mà còn trồng được cây lòng thương xót để cho những người ngoại đạo khác đến nương nhờ dưới cây lòng Chúa thương xót. Còn mình là người công giáo, mỗi người tự trả lời trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, rồi. Cảm ơn cộng đoàn và cha Chúa. Thầy chị cầu nguyện như với cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện cho con hết bệnh thêm. Cầu nguyện cho con nói như thế nào? Lạy Chúa, con tin thác vào Chúa. Rồi mời con này. Là con kính thưa cha và cộng đoàn. Nói to lên. Con tên là? Con Maria Trần Thị Diễm Trang. Bao nhiêu tuổi? Con 47 tuổi. Con ở Mỹ về. Con ở bên Mỹ. Con ở tiểu bang nào? Dạ, tiểu bang Virginia. Virginia. Và con đã làm gì ở bên Virginia? Dạ, trước đây thì con làm móng. Nhưng mà 8 năm nay thì con ở nhà trông con thôi. Rồi con được ơn gì của Chúa mà từ Virginia bên Hoa Kỳ con bay về tới Việt Nam để con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này? Dạ, trước tiên thì con được ơn được về đây, có mặt ở đây tại giáo điểm Tin Mừng này, và được cùng với cộng đoàn dâng lên Chúa lời cảm tạ và ca tụng Chúa, và được cầu nguyện cho tất cả mọi người đau yếu bệnh tật đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Con rất là hạnh phúc được đứng đây, và khi mà con được đứng lên đây thì con không còn phải là con nữa, tại vì con rất là nhút nhát, con không dám. Mà bây giờ con nhờ ơn Chúa thì con có can đảm đứng lên đây. Dạ. Rồi, cụ thể là con được ơn gì? Dạ, khi mà con có thai đứa bé thứ nhì á, thì con mới có thai chỉ có 26 tuần, là mới có 6 tháng thôi. Thì có dấu hiệu lạ thì con đi bác sĩ, thì bác sĩ nói là phải vô bệnh viện liền, để bác sĩ, tại vì có dấu hiệu là sanh non, thì bác sĩ bảo con phải vô bệnh viện gấp để bác sĩ chích hai mũi thuốc để cho phổi của bé nở, tại vì mới có 26 tuần thôi. Rồi con vừa mới vô bệnh viện liền thì bác sĩ mới chích cho con được thuốc được có một tiếng thôi thì bé đã đi ra rồi. Thì bé sinh ra được chỉ có 900 gram thôi, bé rất là mong manh, cái ngón tay của bé nó bằng cái cây tăm xỉa răng thôi. Thế là chồng con và bà nội mời cha xứ vào bệnh viện để rửa tội cho bé, tại vì bé rất là mong manh. Rồi sau đó thì tên của bé được ở trong danh sách cầu nguyện cho tới khi bé đi được. Và bây giờ bé đã lớn 12 tuổi và nặng cân hơn con. Rồi bên việc di nhà đó, con biết đến lòng Chúa thương xót ở Nhà Bè đây như thế nào mà hôm nay con về đây, và bên đó chúng con đã loan truyền lòng thương xót Chúa ra sao? Dạ, con biết lòng thương xót Chúa qua máy giảng của cha, 365 bài giảng của cha, và con nghe thì con khóc thật là nhiều. Thì con thấy qua lời chứng của cộng đoàn, của những người đã làm chứng, con cảm thấy, rồi con cũng vậy nữa. Trước kia thì con được nhiều ơn lắm, và xin thì được mà không biết tạ ơn. Cho đến khi con nghe lòng thương xót của bài giảng của cha thì con khóc quá trời, con cảm thấy Chúa yêu, tình yêu của Chúa bao la đối với mình như vậy, mà sao mình vô tình quá, thế là thấy tội Chúa quá, thông rồi con khóc quá trời quá đó. Rồi con ước ao được về đây, nhưng mà chồng con thì không có tin. Chồng con nói là không có tin, là mọi người tới đây được ơn, nhưng mà con tin, con muốn đi về. Mặc dù là chồng con không tin, nhưng mà chồng con vẫn đưa con ra phi trường và cho con đi. Cho nên con rất là hạnh phúc được đứng đây. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót con đem về bên Mỹ nha. Cha cho con
tất cả những cái phương tiện đầy đem về bên Mỹ để con đi loan truyền cho mọi người, không phải là cho con, nhưng mà là con phải trở thành muối, trở thành men gieo lòng Chúa thương xót, cái men lòng thương xót về bên đất Mỹ nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, đây là chàng chuỗi lòng thương xót, đây là cuốn sách tâm nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, mà ngày mai là ngày kết thúc tháng mân côi, hy vọng con còn ở lại được để dự với cộng đoàn ngày 31 tháng 10. Và đây là cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót. Con hãy ra đi và làm gieo men lòng thương xót vào khắp đất Mỹ. Hallelujah. Rồi xin mời chị. Chúng ta thấy là mỗi người có một cái sứ mạng, và Chúa trao cho cái sứ mạng đó. Mình ở bên Việt Nam thì làm ở Việt Nam, ở Campuchia thì làm Campuchia, bên Mỹ thì làm bên Mỹ. Còn chị thì ở đâu? Thưa cha, con ở Mỹ, ở Hoa Kỳ, ở tiểu bang Texas. Vâng, một người thì Virginia, còn đây là Texas. Tiểu bang này hồi xưa là cowboy nó nhiều lắm, phải không? Dạ vâng. Chị được ơn gì, tên là gì, chị giới thiệu cho mọi người. Con Maria, con là Maria Nguyễn Thị Hải. Con được ơn là mắt con nó mù, không có nhìn thấy đường nữa. Bác sĩ thì con nó đưa đi là bác sĩ nói coi như là bó tay, không có chữa được. Bác sĩ nói là ta sorry, mày không thể chữa được, tại vì mẹ mày là bị chốt, giống như bị chốt nó đóng lại. Rồi cái con cầu xin, con cứ ngồi lần chuỗi lòng Chúa thương xót, con cầu xin là nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cho con, mà nếu Chúa để cho con mù thì xin Chúa ban cho con, để cho con mạnh mẽ lên, để con chịu cho nên. Thì chiều hôm đó con đi bác sĩ về, thì con nói nhà con để cho con đi lễ, thì có một cuộc rước Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà thờ, thì con đi khấn và con xin các chị em ở trong hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cầu nguyện cho con. Sau đó đến buổi tối con về thì tự nhiên con mấy đứa con nó sang nó thăm, thì con ăn cơm xong cái con các cháu bảo con đi ngủ đi, thế con đi qua tượng Đức Mẹ, con trước bàn thờ con cúi đầu con chào, thì con nhìn lên thì tự nhiên mắt con sáng ra, con tạ. Làm sao mà chị biết được lòng Chúa thương xót ở bên Texas, thì biết lòng Chúa ở bên Việt Nam đây như thế nào? Hôm nay chị bay từ Mỹ về đây, chị làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Dạ thưa cha, con cũng có mấy người bạn, người ta về thì người ta cũng đưa cho con máy để con phát cho những người mà không có biết đến. Rồi về sau năm mùa hè vừa rồi con có về thì con mua của cha một số máy, con đi con cũng phát cho từng những người nào không biết, thì con được hai vợ chồng em con là con mừng nhất. Từ trước đến giờ thì nó cũng khô khan, chồng thì cũng đạo theo. Rồi cái từ khi con cho cái máy thì em con nói là ngày nào em cũng lần mấy chuỗi, và tự nhiên em tín thác vào Chúa. Bây giờ tuy là em bị bệnh 13 năm bệnh Parkinson, mà em mỗi lần em đọc lòng Chúa thương xót thì em cứ khóc. Rồi chồng em thì bữa nay là tin lắm, hôm nay hai vợ chồng xin đến giáo điểm tin mừng để cha đặt tay Và còn một đứa cháu nữa thì con cho một cái máy, mãi nó chẳng nghe, thì sau tự nhiên cái nó mở ra nó nghe, thì từ đấy trở đi nó say mê, nó bảo con trả thiết tiền bạc nữa cô. Rồi cái tự nhiên nó bị mấy bệnh nặng lắm, có cái mấy cục bíu ở trong ngực ấy, bác sĩ bảo là cứ gọi tới gọi lui là phải đi check lại mấy lần rồi. Nhưng mà tự nhiên rồi cháu đọc lòng Chúa thương xót thì bây giờ bác sĩ nói là cái bíu nó tan đi rồi. Rồi. Hallelujah. Chị em cầm cái quạt vừa hét to lên để cho ở bên Mỹ họ nghe thấy. Hallelujah. Cho ở bên Hoa Kỳ họ nghe thấy. Hallelujah. Cho ở bên Campuchia họ nghe thấy. Hallelujah.
Cha, hôm nay con mua 20 cái máy với này, con mua mấy chục cuốn sách để con đem về Mỹ để con truyền bá lòng Chúa thương xót cho một số người nữa. Vâng. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta hãy trở thành men như vậy. Anh chị em có nhiều người ở bên nước ngoài đi về, rồi chúng ta chỉ đi chơi, đi du lịch các thứ, mua sắm đủ thứ, rồi đến lúc mà giờ cuối mới ghé vào đây, mới bảo là đến cầu nguyện để xin cho đặt tay. Tôi nói hôm giờ đi đâu vậy? Đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Tôi nói vậy thì bây giờ tôi nhờ một cái việc, đó là cái sứ mạng loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi gửi cho 10 cái máy, tôi không có tính tiền, nhờ mang 10 cái máy đi về loan truyền lòng Chúa thương xót. Thưa cha, con nhiều đồ lắm rồi, con nhiều đồ lắm rồi. Tôi nói vậy thôi thì tôi tặng cho 500 đô. Dạ thưa cha, cái này con cầm được. Có đau không? Người ta coi lòng thương xót Chúa không bằng 500 đô. Ta thấy đau chứ, đau chứ. Cho nên người chị em này vừa mới nói lên một cái lời chứng là lần trước chị đã về và chị đã đem máy đi về bên Mỹ, chị loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhờ đó mà hai người gia đình của chị ấy đã được ơn. Một người khô khan ngồi lạnh, cả cặp vợ chồng bây giờ nhận biết lòng Chúa thương xót. Và bây giờ chị tiếp tục làm cái công việc đó. Mỗi một người anh chị em, tôi tha thiết xin anh chị em, những người nước ngoài về thăm quê hương mà có đến đây cầu nguyện, thì xin các anh chị cố gắng hy sinh. Hy sinh đi, bớt mang những cái đồ không cần thiết đi. Tôi hỏi chị, bên Mỹ có thiếu gì không? Cà dưa không? Có đậu phụ không? Dạ có. Có cà pháo không? Dạ có. Có mắm ruốc không? Dạ có. Vậy tại sao những người bên nước ngoài về đây mà cứ phải mang mấy cái thứ đó, tôi gọi là chở củi về rừng? Trong khi đó chị biết rằng nhiều, rất nhiều người bên Mỹ email cho tôi, cha ơi, con muốn mua cái máy đó thì mua ở đâu bên Mỹ bây giờ? Chị nghe thấy chưa? Đó, tôi xin anh chị em nước ngoài về, hoặc là từ bên Bắc Âu, hoặc là bên Âu Châu, hoặc là bên Úc, bên gì đó, về đây thì vui lòng hy sinh bớt những cái chi tiêu không cần thiết. Họ có thể ăn một bữa tiệc, một bữa cơm 5-6 triệu, có khi cả chục triệu họ trả tiếc, mà họ bỏ ra họ mua 5 cái máy thì họ tiếc. Có lần tôi cũng nhờ, họ bảo họ không mua vì lý do là không có tiền. Tôi bảo vậy thì tôi tặng cho chị luôn 5 cái máy, chị đem về Mỹ giùm tôi đi. Đối với tôi tiền bạc là cái gì đâu mà chị coi nó to quá như vậy được. Đấy, thưa anh chị em, người ta được ơn của Chúa, người ta phụ ơn của Chúa như vậy, không biết làm trở thành cái men. Mỗi người trở thành men. Chị làm dạy men ở Texas, chị kia dạy men ở Virginia, còn chị kia ở California. Cứ như thế thì cả cái thế giới này mới dậy men lòng thương xót. Và khi Chúa đến lần thứ hai, Chúa sẽ gọi những con người được biết đến lòng Chúa thương xót và bảo, ai cho con biết nhờ cái cô này thì cả hai người vào hưởng hạnh phúc nước trời. Cô này không được biết lòng Chúa thương xót tại vì con, mà người ta không được biết lòng thương xót Chúa thì vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời nha con. Dạ, cháu con được ơn, nó mua vé tháng 1 để về làm chứng. Rồi, cháu chị sẽ về đây làm chứng nha. Thôi, tặng chị một cái quạt để ngày mai 31 tháng 10. Rồi, mời con. Con chào cha và cộng đoàn. Con tên Maria Võ Thị Thanh Trang, hiện con đang ở giáo xứ Thượng Hiếu, giáo hội An Rê, Phước An, Đắk Lắk. Rồi, cô Trang, con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe. Dạ, con được hai ơn gần nhất và ngay ngày hôm nay luôn. Con được nhiều ơn lắm của mẹ Maria và cha Diệp, nhưng mà con mới biết lòng thương xót từ Tết tới giờ. Là con được hai ơn nhất trong cuộc đời rất là quan trọng của con. Là ơn hôm nay là hôm tháng 7 vừa rồi con có nhắn tin cho cha 4 tin mà cha không trả lời trong vòng 3 tháng. Là con biết con gần có giấy phỏng vấn định cư Mỹ rồi, mà con thấy cha không trả lời là con biết là chưa ổn. Vừa rồi con đi phỏng vấn là bị giấy xanh bổ sung,
20 ngày qua con về, con vừa rồi con có xuống cha, con mua một cái hình của Chúa lòng thương xót. Về 3 giờ là con lần chuỗi đọc, trưa nào con cũng đọc và con ôm tấm ảnh của Chúa. Con xin Chúa hãy cứu con một lần này trong cuộc đời rất là quan trọng của con. Phút 99 rồi, Chúa cho con bổ sung giấy tờ được thành công. Thì chiều đây 1:30 con đi bổ sung được thành công rồi cha. Là con đi. Và khi mà cô được tin vui thì cô đi thẳng xuống đây để làm chứng tạ ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, ơn thứ hai là cháu ruột của con là người ngoại đạo, có thai được 14 tháng là đi siêu âm cũng kêu là bị độ mờ da gáy á, là phải lấy thai ra mà con không có cho, con kêu là cứ để đó chị dẫn con đi xuống lòng thương xót xin. Thì cầu nguyện miết cho tới hôm vừa rồi cháu con xin được là 3,8 kg, bữa đây là 2 tháng là được gần 10 kg rồi, mẹ chọn con vuông cha. Bây giờ thì cô đi Mỹ, đi đâu, đi nước nào? Dạ con đi Mỹ. Bây giờ đi? Dạ chắc nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa, vậy thì cô có nhiệm vụ tiếp tục đi sang Mỹ, cô ở tiểu bang nào? Dạ Florida. Rồi một người thì Virginia, một người thì Texas, một người Florida, đem hết tất cả đi sang Mỹ giùm tôi nha. Còn còn bao nhiêu tiền thì gom góp hết vào mà mua máy đem về sang Mỹ nha. Đừng có mua sắm son phấn gì nha. Đừng có mua sắm áo quần gì nha. Mỹ có hết, đừng có mua sắm gì hết. Đầy những phương tiện, máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa tại Florida, bên đất nước Hoa Kỳ. Đấy, vâng, đủ chưa? Đủ chưa? Sách, ảnh, chuỗi, quạt, vâng, xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi xin mời ba ông. Mấy ông? 1, 2, 3. Ba ông. Có ba cô đội gạo lên chùa, còn ba ông đội gì lên đây không biết. Rồi anh đợi ơn gì của Chúa? Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con làm chứng cho đứa con gái của con tên là Anna Phạm Thị Liệu, dạy mầm non ở Đồng Nai. Rồi. Bé không may bị bệnh, lên đưa lên Sài Gòn khám thì bác sĩ nói là bị bệnh tâm thần phân liệt. Con đã được đưa bé lên đây và được nhờ cha và cộng đoàn đặt tay cầu nguyện đến 15 ngày. Bé nay đã được lành và đã đi dạy lại bình thường. Con của con là cô giáo tên là gì? Phạm Thị Liệu. Anna Phạm Thị Liệu. Bao nhiêu tuổi? Giờ 25 tuổi. Nó bị bệnh trong thời gian bao lâu? Giờ bị bệnh khoảng gần 1 năm. Rồi, và nó dạy lớp mấy? Giờ dạy mầm non. Vâng, một cô giáo mầm non mà bị bệnh tâm thần phân liệt hơn 1 năm. Và anh đã đưa cháu từ ngoài Đắk Lắk. Dạ, con ở Quảng Bình. Quảng Bình, đưa từ Quảng Bình đến đây bao nhiêu ngày? Dạ, 15 ngày. 15 ngày và hôm nay cháu đã được khỏi và đã đi dậy trở lại. Hôm nay anh đến đây để làm chứng cho Chúa, tạ ơn Chúa và cộng đoàn. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh. Anh lại đi tiếp tục về Quảng Bình nha. Đi làm mầm lòng Chúa thương xót, đi làm men lòng Chúa thương xót đến Quảng Bình. Vì nơi đó còn nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Máy, sách, ảnh, chuỗi, quạt, móc khóa, lòng Chúa thương xót và tập sang nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, và chàng chuỗi gửi cho cô giáo nha. Đây, tặng cho cô giáo đó một cái chàng chuỗi là con gái của anh. Xin Chúa chúc lành cho vợ chồng anh, cho bố con. Dạ, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Rồi anh. Con chào cha, chào cộng đoàn. Con tên con là Du Xê Đỗ Như Lượng, con ở Hà Nội. Con được hai ơn Chúa chữa lành. Cách đây 4 tháng con bị suy thận cấp. Chỉ số creatinine, ai mà bị bệnh thận như con thì biết là lên tới 1.001. C1 bệnh viện Bạch Mai nó bảo khả năng không chữa được. Con đã phải nọc máu 3 lần. Xong nhà con đọc kinh cầu nguyện Chúa lòng Chúa thương xót và gửi tin nhắn cho cha. Cha có trả lời. Ngay hôm sau đó con nằm ở đấy 1 tuần, sau ngay hôm cha trả lời tin nhắn của con thì hôm sau là con đi tiểu đường luôn và khỏi luôn. Cả C1, cả giáo sư bệnh viện Bạch Mai hỏi bảo là gia đình anh có thuốc gì không, mà con không có thuốc gì cả. Gia đình
Dạ tôi không thuốc gì cả. Thuốc. To lên thuốc. To lên thuốc. Dạ còn ơn thứ hai là cách đây một tháng là con bị tai biến mạch máu não. Con bị nửa người méo mồm. 8 giờ tối thì anh em nhà con cho con lại ra C1 Bạch Mai. Cuối cùng vào đấy thì đến 12 giờ đêm cho con đi CT não. Và ở nhà thì đọc kinh lòng thương xót Chúa. Và con gái con gửi tin nhắn vào cho cha. Thì cha chưa trả lời. Thế nhưng mà ngay đêm hôm đó nó chụp CT não. Bác sĩ kết luận là não không vấn đề gì cả. Hôm đấy con nằm ở đấy ngày thứ 5. Chiều thứ 6 là con xin con về luôn. Bây giờ con như này. Nay con vào để con tạ ơn Chúa. Mà trong khi đó là con mổ tim và con đang mang van tim nhân tạo được 9 năm nay rồi. Mổ bung xương ngực đây. Cũng nhờ ơn Chúa chữa lành cho con. Để anh đi lại bình thường chưa? Con đi lại bình thường cha. Hallelujah. Anh đi về Hà Nội tiếp tục làm đi gieo men lòng thương xót ở Hà Nội hay ở đâu? Con về Hà Nội. Vâng, gieo men lòng thương xót đến Hồ Gươm, Hà Nội, gieo vào đó cho tôi nha. Ảnh lòng Chúa thương xót, tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tâm thư lòng nhân hậu. Anh nhất khoát là anh đi gieo ngay vào cái Hồ Gươm, Hà Nội, lòng Chúa thương xót, để người ta đến đó, người ta biết được lòng Chúa thương xót, Hồ Gươm, Hà Nội nha. Nhớ không? Có sợ không? Có. Sợ không? Không. Ừ, đi không? Đi, đi không? Đi, đi không? Đi, đi. Tôi chưa chọn con cái máy này mà gieo, không có lấy máy lấy gì gieo. Đây, máy này nữa đi mà gieo chứ, rồi. Còn anh, ở đâu? Con chào cha, con chào cộng đoàn. Kính thưa cha, con là Phaolô Phan Ngọc Điều, quê gốc ở Thái Bình, nhưng mà con đã vào Ban Mê Thuật Đắk Lắc ở. Hiện nay là con ở giáo xứ Quỳnh Ngọc. Giáo phận Ban Mê Thuật. Thì như vậy là con xin lên làm chứng cho Chúa, tạ ơn Chúa hai phần. Phần thứ nhất là phần con và phần thứ hai là mẹ con. Thì phần thứ nhất là con là xin thưa cha với cộng đoàn là Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con không có thời gian kể. Con kể hai cái ơn gần đây nhất. Con như vậy là bị mắc bệnh tiểu đường, phát hiện từ 2007. Mà như vậy là có thời kỳ xét nghiệm máu nhưng mà nó lên 27 chấm thì nó đi tiểu như vậy là rượu ruồi bâu kiến đỗ, tức là kiến nó bâu và ruồi nó bâu, thế là người nó sa sút mà rất là yếu. Thì con tín thác vào Chúa, con đến đây như vậy là 3 lần. Thì về như vậy từ ngày đấy bây giờ con hôm vừa rồi con kiểm tra lại chỉ còn có 6.7, thì như vậy là con trở lại mức bình thường. Tặng. Còn ơn thứ hai nữa là con đau vai gáy này. Đau vai gáy mà nó buốt không thể chịu được. Có nghĩa là không làm được hai cái thân lưng này, bả vai nó đau. Thế để con đi đây, chỗ cha đây cầu nguyện mấy lần. Cha đặt tay cầu nguyện như vậy là về đau thêm. Và con nó bảo như vậy là người ta đi cha về khỏi, mà sao lại ông ngoại đi như vậy là về càng cái đau thêm. Nhưng mà tự dưng sau 3 lần con đi về mất tiệt luôn. Tự dưng bây giờ khỏi. Con bây giờ năm nay 71 tuổi. Nhưng mà cái bao 50 cân con sẽ bê lên vai để con vác đi bình thường. Thưa anh chị em, phải có thử thách chứ, phải không? Dạ. Phải có thử thách. Tại vì nếu mình xin cái mình được ngay, có khi qua cầu rút ván. Đi đặt tay về đau thêm, có đi nữa hay không? Còn tin hay không tin, đó mới là điều quan trọng. Vì Chúa nói rằng là đức tin phải trải qua những thử thách, giống như là vàng phải có lửa thử, thì đức tin mình phải trải qua thử thách. Đi một lần về đau thêm, hai lần đau nữa, đi không, lần thứ ba về sạch xanh xanh, không còn cái gì. Mà 71 tuổi vác cả cái bao gạo 50kg chạy toàn toàn. Thưa anh chị em, đấy, dám tin hay không tin? Tin không? Tin. Dạ cả lên, tin không? Tin. Tin không? Đức tin con cứu chữa con, ơn của mẹ. Thưa cha, con về mẹ con, mẹ con ngồi dưới kia. Mẹ con năm nay 94 tuổi, mà như vậy là viên sỏi 3 ly, ứ độ nước ứ độ 3, huyết áp lúc nào 200, 220, bác sĩ coi như là bó tay rồi. Bây giờ mổ đụng dao kéo gọi là chết. Thì bên động viên gia đình chúng con là đưa về lo hậu sự cho bà. Thì cũng để cái bàn nhỏ để ở tạnh tượng chịu nạn, rồi nước phép, rồi có người đến giúp việc, giúp về kẻ liệt.
thì cũng bố trí phân công anh chị em nhau để trông coi cụ. Đến bây giờ bà khỏi luôn, chẳng gì hết, chứ bây giờ là không có đau đớn gì hết, khỏe. Hôm nay cố gắng đưa bà lên đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con, Chúa sẽ ban cho được nhiều hơn. Con xin cảm tạ cha, cảm ơn cộng đoàn. Anh ấy ở Ban Mê phải không? Ban Mê, ở đây Ban Mê có cà phê nhưng mà phải có lòng thương xót, anh đem cái men lòng thương xót này về bên Ban Mê nha. Ảnh xách chuỗi quạt nguyên một bộ đem về Ban Mê, anh loan truyền lòng Chúa thương xót cho những anh chị em ở vùng Ban Mê nha. Ban Mê rồi, đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho công việc của anh Ban Mê. Rồi, không hy vọng. Rồi, con được ơn gì? Con xin chào cha, con chào cộng đoàn. Con được nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ nói hai ơn gần đây nhất. Con bị bệnh tim 17 năm, có nghĩa là con một năm con phải đi Hà Nội, cứ tháng con đi một lần. Và con bị suy mạch vành, hở máu, thiếu máu cục bộ cơ tim, và hở van ba lá, van hai lá, van động mạch phổi. Sau đó con bị ung thư vú, con đi chữa tim thì siêu âm được bị ung thư vú. Thì chữa tim thì ung thư vú. Con nhắn tin cho cha trong lúc tuyệt vọng nhất, thì con nhắn tin cho cha nhắn lại cho con, cha biểu là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con cứ yên tâm. Thì con mổ Thanh Hóa, con đem ra Hà Nội xét nghiệm thì người ta nói là ung thư của con hắn là một dạng rất khó chữa, và cái ống xâm nhập hắn đã xâm nhập 20-mấy% rồi. Thế nhưng mà đến sau khi con nhắn tin cho cha xong thì con ra Hà Nội thì xét nghiệm không còn tế bào ung thư. Người ta cho con sang 103 để khám tim mạch bình thường. Trước đó thì cứ mỗi khi con đi lễ con phải ngồi ngoài bãi xe, hoặc con ngồi một mình con không dám đến chỗ đông. Nhưng bây giờ con đến đây con ngồi mấy tiếng vẫn là bình thường. Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con ở đâu? Con ở Thanh Hóa. Lại đi về Thanh Hóa, gieo mầm lòng thương xót đến Thanh Hóa. Thanh Hóa rau má phá đường tàu. Đây, con đem về rong mã, về đó con phá hết tất cả đường tàu bằng lòng thương xót nha. Đây, móc ảnh chuỗi quạt máy và tập san và cây quạt. Con còn muốn làm chứng cho rất nhiều người. Trong khi con điều trị ngoài Hà Nội, con có mua một ít đài ra ngoài đó con cho những người ở ngoài đó, thì trong đó có rất nhiều người được chữa khỏi. Với một cái cô giáo, cô ấy bị ung thư phổi, 2 tháng nằm ở phòng cấp cứu, một ngày tiêm 5 ống morphine, cô đã di căn cả cái cổ. Mà sau khi cô nghe đài, cô nhắn tin cho cha, bạn cô nhắn tin cho cha, đến bây giờ cô đã khỏe, cô tăng được 15 cân và cô đã về, cô đi khai giảng. Hallelujah! Cô có đạo không? Cô là người bên lưng, cô nữ rủ con vào để đi tạ ơn cha, nhưng vì điều kiện con không đi được, hôm nay con mới vào được. Còn có một em người bên lưng nữa, con cho một cái đài, cháu bị thiếu tiểu cầu máu và bị ung thư máu, mà bây giờ 5 tuổi mang vào đây, và bây giờ về 4 tháng này không phải đi ra Hà Nội nữa. Hallelujah! Đấy, thưa anh chị em, một người mà ung thư vú, một người là bị bệnh tim mà chờ chết, vậy mà còn gieo mầm lòng thương xót và men lòng thương xót đến cho những người khác, dám mua máy tặng cho người ta. Trong khi đó hai căn bệnh nan y của mình chưa biết như thế nào. Ta dám làm không? Dám làm không? Ai làm thì mạnh, ai dám làm thì giơ tay, và giơ tay thì phải làm. Dám làm không? Bắt đầu run thôi. Mạnh lên, dám làm không? Cô dám như thế nào kể mọi người nghe. Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Khuyên ở giáo xứ Hoa Thắng, địa phận Vinh. Con
lúc con được ơn của Chúa là con bị u sơ tử cung, thì con dạ bị u sơ tử cung mà lúc mổ thì mổ xong thì coi như là bị chảy máu mà bác sĩ bỏ tay, có nghĩa là bác sĩ nói là cho đi tuyến trên chứ còn ở đây không có chịu được. Thì con nói là con tin tha của Chúa chứ con giờ con không đi nữa, mà nếu mà bác chữa cho con sao? Dạ thì con sau đó là con đọc kinh lòng thương xót Chúa, lúc nào mà con dậy thì con cứ đọc kinh, mà đến khi là con được khỏi luôn, con không phải đi đâu nữa hết. Với lại ơn thứ hai là con nằm trong bệnh viện với có một cái chị là người bên lương, mà chị đó là bị năm căn bệnh, mà con cho tặng cho người ta cái đài, thì con thì lần trước con có đi mà con mua được 4 chiếc thì về con tặng hết trơn, mà con tặng cho họ xong là con cho họ một quyển sách, rồi là con nhắn tin cho, thế là ngủ sau tối lại là sách đi là chỉ mở to cho mấy người nghe, xong là về chị nằm ngủ một tăng đến sáng luôn. Sáng dậy là chị nói tôi khỏe rồi, tôi được gần Chúa rồi, khi nào mà em có đi thì cho chị vào để tạ ơn Chúa. Vâng, con ở đâu? Dạ con ở Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, đi mô cũng nhớ với Hà Tĩnh hả? Đây con đi ăn men lòng thương xót về Hà Tĩnh nha. Đây ảnh tập san, sách chuỗi quạt móc khóa, rồi tôi cái gì cũng có hết. Đây chỉ tiền là không có thôi, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì bao la nha. Và như vậy thì con đem cái máy đi nữa. Một người bệnh như vậy mà vẫn cứ đem máy đi gửi tặng cho những người ngoại đạo để họ được ơn Chúa chữa lành. Dám không? Mày dám được giơ tay lên, dám không? Dạ. Rồi con, mời con. Cảm ơn cha. Con 2014 con bị ung thư vú. Con đã khỏi rồi. Bị gì? Và ung thư vú ạ. Và con đã khỏi rồi, mà bây giờ xong là con lại bị tai biến một nửa người bên phải. Và thế là con tê liệt, bây giờ con lại đi được hẳn hoi rồi nhỉ. Và thế chị ấy bị hai căn bệnh, thứ nhất là ung thư vú bây giờ được khỏi, thứ hai là tai biến bị liệt một nửa bên phải bây giờ đã đi lại được, đó là hai ơn. Vâng. Lần hai ơn, ơn thứ ba nữa là hôm tuần trước đấy là con bị hai tuần nữa, là cách đây hai tuần là con bị một cái ấy nợ mua bàn chân to, thế nhưng mà hôm qua từ hôm qua nay con vào cha là con khỏi. Vâng. Con hỏi thế cha là ba ơn thôi. Con tên gì? Dạ con tên là Anna Đào Thị Niên ạ. Ở đâu? Con ở thôn Khoái ạ. Giáo xứ An Khoái ạ. An Khoái là giáo phận nào? Giáo phận Hà Nội. Ở tỉnh nào? Ở tỉnh Hà Nam ạ. Rồi con đi về Hà Nam lại gieo mầm lòng thương xót về cho Hà Nam nhá. Đây. Về Hà Nam máy sách ảnh chuỗi quạt đem về Hà Nam để loan truyền lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em ở Hà Nam nhá. Rồi. Rồi còn một cô cho cô này lên đi nãy hôm giờ là cô đi 3-4 lần rồi cô cứ bị chật rơi hoài. Con. Con Maria Lê Thị Bích Hồng cha, con ở cho xứ Hợp An Gò Vấp ạ. Con được hai ơn chữa lành. Thứ nhất là con trai của con 13 tuổi, con trai của con bị gan nhiễm mỡ với men gan cao và bị xoang mũi. Khi con nhắn tin cho cha và con đã được ơn, đến giờ con trai con đã khỏi bệnh thưa cha. Còn ơn thứ hai là em rể con thưa cha, em con bị tai nạn giao thông, em con bị xuất huyết não, bác sĩ nói là phải mổ gấp nếu không sẽ hơi nguy hiểm tới tính mạng. Thì con có nói em con nhắn tin cho cha và cha có trả lời với em con là cha và cộng đoàn sát cầu nguyện cho em con. Và lúc em con nhắn tin cho cha lúc 1 giờ trưa và tới 3 giờ chiều là em con được ơn và bác sĩ nói là không được mổ nữa. Và em con đã tỉnh lại thưa cha. Con bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha con 41 tuổi ạ. À, con được mấy đứa rồi? Dạ hai ạ. Đứa thứ nhất 13 tuổi, đứa thứ hai 10 tuổi thưa cha. À, sao con biết được lòng Chúa thương xót con đến đây? Tại hồi đấy cha hay về xóm mới làm lòng thương xót thưa cha. Nhưng mà hôm con lên đây là con đi theo một chị ngoại đạo, con lên đây cha. Chị ngoại đạo dẫn con lên? Dạ. Anh chưa biết
Là Gò Vấp Xóm Mới là chỗ tôi dâng lễ thường xuyên ở đó, mà nó lại là đậu gốc đậu ổ ở đó đó. Mà đi đến giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này lại phải nhờ một người ngoại đạo dẫn đi để cho tặng cho con đem men lòng thư xót về Gò Vấp nha. Tại vì rõ ràng con vừa nói là Gò Vấp người ta chưa biết đến lòng Chúa thương xót để phải nhờ một người ngoại đạo dẫn đi. Sách máy ảnh chuối quạt có máy chưa? Dạ con có rồi thưa cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con, đây cuốn tập san nữa. Rồi. Con cảm ơn, tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Rồi một người cuối cùng. Còn những chị em khác vui lòng để ngày mai nha. Rồi. Tạ ơn Chúa. Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Xuyến ạ. À. Năm nay con 66 tuổi. Ở đâu? Con ở Trực Phú, Trường Định, Nam Định ạ. À. Con được nhiều ơn Chúa lắm, nhưng mà ơn mới nhất là con vừa mới cách đây khoảng hơn chục hôm là con bị là đi bị nhà thương tim để mổ, nhưng mà Chúa đã chữa lành cho con. Lúc 3 giờ chiều con đọc năm chủng kinh lòng thương xót Chúa, vì con là một cánh bệnh là con bị vôi hóa mạch vành chủ, mà bị hẹp mạch vành chủ hở hai lá với hở mạch vành chủ, mà con cầu xin Chúa khi con vào mà Chúa đã chữa lành con bình thường hết, con không còn bệnh nữa, con được về. Còn Hallelujah. 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 Ơn thứ hai. Con ơn thứ hai là thứ nhất là con ước ao từ lâu đời nào, con biết từ hồi con biết lòng thương xót Chúa, cha mới bắt đầu ở Bình Trần Trân mẹ, mà con về là con muốn đưa về ở họ con, nhưng mà họ con ở xa lánh khó khăn, nhưng mà giờ Chúa đã cho con được mở được một năm rồi ạ. Ơn thứ ba nữa là con là cháu con là không có con, nhưng mà năm ngoái là lúc lễ của chị của cha là đưa vào đây là cha đặt tay cho hai đứa cháu con là sinh non, cháu mới được 7 tháng mà cháu bệnh, cháu viêm tai giữa rồi là cháu viêm họng 3 năm trời không lúc nào cháu khỏi rời bệnh viện, mà vào đây là cha đặt cho cháu con một cháu là khỏi hẳn từ hơn một năm nay, còn một cháu có khỏi, nhưng mà cháu này bị một cái ung ở cái chú cái chú chim của nó là chú Tinh Hoàn á, mà hẹn còn có 14 ngày nữa là cháu con phải mổ, mà về thì con cầu xin Chúa đưa cha đặt tay cho cháu con mà lên làm chứng là bố cháu bế lên đây, là về là mẹ cháu tắm cho cháu thì bảo không còn nữa, và đến bây giờ là đi khám thì coi nhà cháu con không còn tí nào nữa. Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Chị ở quê ở? Thế cha, con ở Ninh Cường ạ. À. Ninh Cường, Bùi Chu. Bây giờ chị đem về Bùi Chu, chị loan truyền lòng Chúa thương xót cho tôi nha. Đây, men lòng thương xót đem về Bùi Chu, ảnh, sách, chuỗi, quạt, móc khóa, tất cả chị đem về bên Bùi Chu nha, để loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Và tôi còn mỗi cái máy cuối cùng hồi gửi tặng nốt cho chị. Dốc hết tình này. Rồi, thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta ngồi thinh lặng, tự hỏi mình, men lòng thương xót còn trong tôi hay không? Nếu còn, nó có dậy lên được ở nơi tôi ở, xóm tôi ở, xứ đạo tôi ở, nơi tôi làm việc, chỗ tôi học hành, men lòng thương xót ấy tôi có làm cho dậy lên được bằng đời sống luôn luôn biết thực hành lòng thương xót, cầu nguyện lòng thương xót, làm chứng cho lòng thương xót bằng cuộc sống đầy xót thương của tôi hay không? Mỗi người hãy trả lời trước mặt Chúa câu hỏi này.